Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu một cái sản phẩm mới đến từ xứ sở kim chi. Đó là lõi lọc Aromakura. Sản phẩm này được nhập trực tiếp từ Hàn Quốc và được phân phối độc quyền bởi công ty TBD Healthy Life. Đây, này các bạn xem. Thì cái mùi mình đang cầm trên tay này là mùi bưởi Mỹ. Thời gian sử dụng của cái loại này là từ 3 đến 6 tháng tùy lượng nước mà gia đình mỗi người sử dụng. Tiếp theo là mùi lavender. Thì cái mùi này rất là thơm. Theo như khách hàng bên mình sử dụng nhận xét. Còn đây là mùi xoài, mùi trái xoài chín. Mùi này mình chưa dùng. Đây là mùi Akakia, là mùi hoa keo. Mùi hoa keo này rất là thơm các bạn. Tiếp theo là mùi hoa hồng. Còn đây là mùi hoa anh đào. Nhìn cái hộp rất là bắt mắt, màu sắc rất là bắt mắt. Và cái mùi hoa anh đào này rất là hương thơm, rất là nhẹ nhàng. Tiếp theo là mùi phấn baby. Thì cái mùi này nó rất là thơm. Lúc mà gỡ ra thì nó hửi thì nó nồng, nhưng mà qua nước thì nó rất là dịu, và khi mình tắm á, thì nó đọng lại trên da của mình, tức là sau khi tắm thì cái mùi hương nó vẫn còn ở trên da, tầm 5 phút thì nó mới bay đi. Còn cái này là mùi chanh, mùi quả chanh. Thì mùi chanh này mình thích nhất, cho nên gia đình mình xài mùi chanh. Cái lõi này là lõi không mùi. Thì cái lõi không mùi này là dùng để rửa rau, nấu cơm, để đảm bảo cái nguồn nước của gia đình mình sử dụng hơn. Cho nên mình xin quay một chút về cái lõi chanh gia đình mình sử dụng được một tháng. Đây, sử dụng được một tháng, mình gỡ cái bao bì ở bên ngoài ra để tiện quan sát cái sản phẩm ở bên trong. Đây, mình gỡ cái táo này ra. Đây là cái loại chanh gia đình mình sử dụng. Thì ở trong cái màu vàng vàng này các bạn thấy nó là vitamin C. Đây, gia đình mình sử dụng được một tháng. Còn đây là cái đầu lọc rất là đen. Thì nguồn nước gia đình mình sử dụng là tại tỉnh Đắk Lắk ở miền núi nha các bạn. Thì nước ở trên này tương đối là sạch, nhưng mà sau khi qua cái đầu lọc thì nhìn rất là dơ. Như các bạn thấy á, xài được một tháng rất là đen. Thì cái loại lọc này sau khi qua đầu lọc thì cái nguồn nước của mình nó không có bị cản, nó nguồn nước ra vẫn rất là mạnh. Lúc tắm thì rất là thơm. Còn về da thì mình thấy là da khá mịn màng, và lúc tắm mình không cần tắm bằng sữa tắm thì da của mình vẫn là sạch. Còn da con trai